Số 8. Số mấy? Số 8. Số 8. Số mấy? Số 8. Số 8 là Phan Tài. Số 8 là Phan Tài. Số 8 đưa tay lên. Hai con đứng đó đi, đúng rồi. Giữ cái bảng đó ngay, chưa rớt là hết tiền đó. Qua đây rồi. Giữ cho chặt vô nha. Mãi ông ra đây. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Bây giờ thì niềm vui sẽ đến với gia đình của em Toàn bằng những bản logo của chương trình. Với sự nỗ lực của Toàn cùng với anh Hữu Quốc, với chị Ngọc Ánh, nó đem về cho gia đình mình hai bản logo của mái ấm gia đình Việt. Rồi nhìn ba đứa nhỏ thấy thương quá à. Thôi thì cố gắng may mắn càng nhiều càng tốt nha. Chúc may mắn. Toàn chọn logo đầu tiên đi. Dạ con chọn số 2. Số 2. Rồi mở số 2. Toàn ra đây với anh Quốc ở đây. Mình rút bản đầu tiên coi. Hai cánh tay kéo đi con. Đúng rồi. Hợp sức nha, nhiều tiền từ nha. Từ từ bình tĩnh, rút ra nhẹ nhàng. Số 2, mở. Càng nhiều càng tốt nha, vỗ tay ủng hộ quý vị ơi. Lên nữa nè. 1 số 0 rồi, 2 số 0 rồi, 3 số 0 rồi, 4 số 0 rồi. Ống kẽm nhúng nóng hoa sen. Rút. Trời, anh kéo vô mà rút cái gì? Hả? Em bị liệu đó. Chuẩn bị. Đó, hồi hộp nha. 1 2 Rút. Rút 20 triệu. 20 triệu đồng thưa quý vị. Dạ. Chúc mừng con. Rồi, hai anh em vô kia còn mừng đi. Còn một cơ hội nữa. Nè, còn một cơ hội nữa. Vui đi. Chị 8. Chọn số mấy? Số 8. Số mấy? Số 8. Số 8. Số mấy? Số 8. Số 8 là Phan Tài. Số 8 là Phan Tài. Số 8 đưa tay lên. Hai con đứng đó đi, đúng rồi. Giữ cái bảng đó ngay, chưa rớt là hết tiền đó. Qua đây rồi. Giữ cho chặt vô nha. Số mấy? Dĩ nhiên là số 0 rồi. Số 0. Số 0 nữa nè, em cá chắc luôn. Số 0 nữa nè. Chẳng lẽ ăn ngàn. Tôn hoa sen mái ấm gia đình Việt. Nữa nha, nữa đi. Ấy không nữa rồi. Trời ơi, mừng quá rồi. Số 5. Số 5. Số 5 đi. Ai đồng ý số 5 giơ tay lên. 1 2 Yeah. 40 triệu. Yeah. Trời ơi, mừng quá. 40 triệu đồng. Đó. Rồi hai con bé đem qua đây, đem qua đây. Trời ơi, cưng hết sức luôn vậy đó. Như vậy là gia đình của em Toàn hôm nay nhận được 60 triệu đồng. Chị thấy sao? Dạ, thấy vui á. Có bao giờ mình có 60 triệu và một buổi sáng đẹp trời không chị? Không. Mong rằng ngày hôm nay đó, những cái đắng cay đó nó sẽ biến thành những cái ngọt ngào trong cuộc sống này, để nó đỡ đi những cái đắng cay ha. Hồi nãy là em thấy được cái khoảnh khắc là khi mà rút được 40 triệu á, là Toàn có rương rương nước mắt. Bây giờ mình phải vui lên. Chứ bây giờ mình cứ buồn như vậy á, thì mình sẽ không có cái năng lượng tích cực để mà mình tiến lên trong cuộc sống được. Bây giờ con bây giờ là người đàn ông trụ cột trong gia đình rồi, đúng không? Thì bây giờ con phải mạnh mẽ lên. Mình phải vui vẻ để mình tiến về phía trước nha con. Dạ. Với 60 triệu có gia đình này thì tôi nghĩ rằng không chỉ gia đình của Toàn vui đâu, mà tất cả ta đều vui, đúng không bà con? Con có nói gì với mọi người không Toàn? Dạ con xin cảm ơn mọi người. Không có khóc nữa con. Không khóc. Mạnh mẽ lên con. Ừ. Hy vọng rằng số phận của con cùng với gia đình sẽ thay đổi trong cuộc sống này bắt đầu từ ngày hôm nay Toàn nhé. Dạ. Quý Linh xin mời cả ba gia đình ta trở lại sân khấu để nhận giá trị giải thưởng của chương trình. Xin mời. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Đón xem Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.